hành trình ra Móng Cái để mua ô tô về phục vụ anh chị cùng toàn thể bà con. Đấy, đây là tôi là Đức Trung này, còn đây là kỹ thuật viên cấp cao anh Quân, tên thật là Sĩ. Đấy, còn đây một kỹ thuật viên của chúng tôi, do cái quá trình nó hành trình nó hơi dài nên anh ấy mệt, anh ấy đang lòng, anh ấy kêu buồn ngủ. Đây là cái đoạn đường chúng tôi đang đi ở khu vực Hòn Gai, Cẩm Phả, đường cao tốc, núi Lon rất là hùng vĩ, đường cao tốc thì rất là đẹp, vắng. Chúng tôi đang đi trên con Ford Ranger 2.2, hai cầu. Chiếc xe chạy rất là tốt. Tôi sẽ quay cái phong cảnh cho quý vị anh chị các bạn cùng xem. Đi Móng Cái nhưng mà do cái bác dân ấy, bác ấy chỉ là người dùng thôi, bác ấy không biết, nên bác ấy tả xe thì nó không chuẩn, cho nên là anh em chúng tôi cũng rất là vất vả, nhưng cũng không mua được chiếc xe đấy, cũng hơi tiếc. Thì chúng tôi lại có một cái nguồn tin báo khác, chúng tôi lại trên đường từ Quảng Ninh đi Hà Nội và ngược lên trên Phú Thọ xem một chiếc xe khác. Trong cái quá trình di chuyển thì qua các cái miền của đất nước thì nó có những cái phong cảnh rất là đẹp, nhưng mà vì là trời nó nắng cho nên có lẽ quay nó không được đẹp lắm, quý vị anh chị các bạn này cũng thông cảm. Hành trình đi mua xe thì tương đối là gian nan, về thì chúng tôi lại phải sửa chữa, phải làm đẹp, bán thì phải bảo hành, phải giữ cái uy tín. Cái quan trọng nhất ấy là mua được những con xe nó tốt để về phục vụ quý vị anh chị các bạn. Để trong cái quá trình sử dụng, quý vị anh chị các bạn này lại giới thiệu những người, để người thân bạn bè đến ủng hộ cho chợ ô tô miền Bắc chúng tôi. Đây là cái phong cảnh của cái khu vực Quảng Ninh, đường xá thì rất là mới, đi rất là êm. Cao tốc thì cho phép đi 100 km/h. Có khi nào khuyến mại không thu phí không hả em ơi? Hết rồi sao? Kiểu gì mùng 1 Tết mới lại mùng 2 tháng 9 thì nào có những ngày... Ngày tháng 9 ngày bộ thu ở trong đó hay? Thu cũng được. Để một phần thì thu hồi vốn. Mấy anh cảnh sát giao thông này ngồi đi chó tắt ao, rình xem ai có lỗi gì là ra mặt vãnh. Cái đoạn này về mình cắt đi, mình nói thế đưa lên mạng là nó bôi xấu chế độ rồi là thấy nói kìa bị bắt đấy, vô vẩn này nó lại xích chứ. Ở đất nước chúng tôi các cái lực lượng vũ trang ấy, thì người dân người ta rất là ghét, có những người không ghét thì người ta cũng không thích. Mày lại không ưa gì, không hiểu tại sao, mình cũng không muốn bình luận nhiều về các cái vấn đề đấy, nhưng mà hầu hết những người dân hoặc là những
chẳng có mà thanh thiếu niên nó có nhận thức, nó đều có những cái thái độ, nói chung là không lấy gì là vui vẻ khi mà nói đến những cái lực lượng như là công an, nhất là công an giao thông. Đây tôi cho là càng Hải Phòng, càng Ninh Vũ nó phải nằm ở dưới kia. Đây đây là càng Hải Phòng, càng vật, đây càng vật cách này. Cách lui ở trên kia là cầu cầu Bính kia. Cầu cao trên kia rất quá là cầu Bính chứ không phải cầu Tranh em ạ. Cầu kia cầu Bính là cái cầu ngày xưa Phà Bính ấy, cầu ở phía bên kia đấy, Phà Bính được mới xây. Cái cầu mà nó cong cong kia này là ở bến Phà Bính cũ. Thế còn cái cầu mà nó có hai cái trụ cao kia thì là cái cầu Bính mình vẫn đi. Đi đi. Cánh diều Đồ Sơn, lối ra Đồ Sơn kia. Hải Phòng thì đang trên cái xu thế hội nhập. Thì Quảng Ninh thì đang hội tụ xong lại lan tỏa. Lan hết và tỏa luôn. Ở dưới này là khu công nghiệp thôi. Toàn rượu tây với tôm hù mua thuê ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về hát.
biết được là cái sự giàu có và sự phát triển của thành phố. Thu nhập ở đây, mức thu nhập ở đây của người dân rất là cao. Chúng ta đang đi trên đại lộ Hòa Bình.
Việt Nam nhưng mà chắc người Trung Quốc hết. Trung Quốc có xăng nhiều mà. Vị trí đắc địa là nó thâu tóm sạch. Như anh em chúng tôi có vất vả nhưng mà được đi mọi miền của quê hương đất nước. Tôi cũng đã được đi nước ngoài rồi nhưng mà tôi thấy phong cảnh rồi là cái quê hương của mình, dù ở bất cứ cái miền nào hay là cái vùng nào thì nó cũng có những cái đẹp riêng mà tôi rất là thích cái phong cảnh ở Việt Nam. Chứ ở nước ngoài thì nó nhiều cái trông này nó hiện đại hơn, thế nhưng mà không đâu thì đẹp bằng quê hương đất nước cũng như là cái con người Việt Nam. Thì tôi sinh ra và lớn lên tôi cảm thấy là tôi rất là hạnh phúc, rất là may mắn để được là người Việt Nam.